Tuyển dụng công nhân may tại công ty trách nhiệm hữu hạn QMI Industrial Việt Nam. Số lượng tuyển dụng 200 công nhân may. Yêu cầu: giới tính, nam hoặc nữ. Không yêu cầu trình độ, kinh nghiệm. Chế độ đãi ngộ: mức lương bình quân từ 4,3 triệu trở lên một tháng, chưa bao gồm tiền tăng ca. Ngoài ra còn được hưởng thêm các phụ cấp sau. Mức lương ký hợp đồng lao động từ 4.213.000 đồng trở lên. Xét thưởng tay nghề 300.000 đồng một tháng. Thưởng chuyên cần 200.000 đồng một tháng, phụ cấp sinh hoạt 250.000 đồng một tháng, hỗ trợ cơm trưa, cơm chiều nếu có tăng ca, được thưởng đầy đủ các phúc lợi, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp sau một tháng thử việc, tham gia bảo hiểm với mức lương từ 4.213.000 đồng trở lên. Giới thiệu công nhân loại A thưởng 500.000 đồng, loại B thưởng 400.000 đồng, loại C thưởng 300.000 đồng. Thông tin liên hệ: công ty trách nhiệm hữu hạn QMI Industrial Việt Nam, địa chỉ: lô 11, đường số 2, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại liên hệ: 028 3754 5049 hoặc 028 3754 5051 hoặc 028 3754 5052 hoặc 028 3754 5053 gặp bộ phận nhân sự. Hạn nộp hồ sơ cho đến khi đủ số lượng.